Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với An Toàn Em Tùng Audio. Và ngày hôm nay chúng em tiếp tục xả thêm quản lý nguồn phục vụ các bác. Và ngày hôm nay sẽ là sản phẩm quản lý nguồn của ETC phiên bản S.12. Đây là một trong model quản lý nguồn cao cấp của nhà ETC mà em cũng đang bán rất nhiều sản phẩm đến từ thương hiệu này. Và em cảm thấy là thứ nhất là cái hãng ETC họ làm giá rất là tốt. Thứ nhất là giá thành tiếp cận được với người tiêu dùng. Khi mà anh em mình có tài chính thấp mà chúng ta vẫn muốn sở hữu cho những cái thiết bị mà hàng chuẩn hãng thì đây sẽ là một trong sự lựa chọn rất là hoàn hảo cho anh em với nhà hàng ETC phiên bản S.12. Hiện tại thì chúng em đang xả hàng theo dạng nhà hàng cực kỳ tốt. Chúng em xả từ mức giá là 1.500.000, giảm ngay 400.000 đồng xuống mức giá chỉ còn 1.200.000 đồng thôi, để anh em mình có thể lựa chọn ngay một cái thiết bị bảo vệ an toàn cho bộ giảm máy âm thanh. Và ETC S.12 là dòng sản phẩm quản lý nguồn rất là chất lượng, bản cao cấp có lọc nguồn. Ngày hôm nay thì mời các anh em kiểm tra các tính năng công dụng và cách thức hoạt động của ETC S.12, xem là khi chúng ta đưa một con quản lý nguồn về bộ giảm máy âm thanh gia đình thì nó sẽ hỗ trợ như thế nào, và cách thức sử dụng có đơn giản hay không, có cần thiết hay không để có một con quản lý nguồn mà có gia đình thì làm thế nào chúng ta có thể mua được. Hãy ngồi lại với em một đôi phút để cùng trải nghiệm dòng sản phẩm quản lý nguồn ETC S.12 trên kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương nhé. Thiết kế giao diện đây thì các bác đang được nhìn thấy. Phiên bản này thì em cũng đã giới thiệu một vài lần cho anh em rồi, kể từ khi về hàng, kể từ khi ra mắt thì em thấy là rất nhiều anh em quan tâm đến bộ sản phẩm này. Thậm chí là anh em đặt hàng về là những người đầu tiên sử dụng và đánh giá rất cao rồi. Nên anh em hoàn toàn thể yên tâm với những mẫu sản phẩm quản lý nguồn như thế này. Nó bảo vệ rất là tốt cho bộ dàn máy âm thanh. Ngoài ra thì còn rất nhiều công dụng khác nữa. Nó được có thiết kế rất là đẹp, bản màu đen, rất nhiều cắm, 8 ổ phía sau, 2 ổ phía mặt trước, tổng cộng sẽ có tất cả là 10 ổ cắm. Thêm mặt màn hình hiển thị nguồn áp này, các phím số để anh em thể bật tắt bộ giảm máy âm thanh, có các chế độ và tự động hoặc bật tắt từng cổng. Thì khi chúng ta mua quản lý nguồn về, ngoài công dụng bảo vệ ra thì chúng ta sẽ bật tắt bộ giảm máy âm thanh trên bộ giảm máy thiết bị rất là đơn giản. Đấy, có hai cách thao tác bật tắt tự động thì chúng ta chỉ cần nhấn cho em một lần nút FWK thôi. Khi chúng ta nhấn được nút FWK này thì ngay tức máy sẽ tự động tắt hoặc bật. Tắt nó sẽ tự động tắt từ 8 về 1, còn khi bật thì sẽ bật tự động từ 1 đến 8. Đấy, và theo quy trình đúng gì ạ? Các bạn hãy nhớ cắm cho em thiết bị đầu vào trước, mic vang lên tiếng làm xì 1, 2, 3, 4. Và cuối cùng là âm ly cũng sẽ cục đẩy và cắm cho em 6, 7, 8. Khi mà chúng ta đã cắm đúng quy trình chính tự rồi thì các bác cứ thế thao tác trên nút FWK để bật, để tắt bộ giảm máy âm thanh, mà nó sẽ không có hiện tượng kêu sôi sục ở loa. Với đơn giản chúng ta đã cắm đúng các cái quy trình thiết bị rồi thì chúng ta cứ thế mà thao tác bật tắt thôi, rất là đơn giản dễ dàng. Và cách này thì em thấy là thường xuyên anh em sử dụng nhiều, khi chúng ta để tủ đồ, khi chúng ta đi làm sự kiện đấy, bật tắt nó vừa chuyên nghiệp, vừa đơn giản, vừa dễ dàng hơn trở qua. Và có cái cách nữa để anh em mình bật tắt, nếu như các bác không muốn bật toàn bộ hệ thống giảm máy, chúng ta hoàn toàn có thể bật tắt theo chiều từng cổng từ thiết bị. Và cách là nhấn trực tiếp vào các phím bấm mềm chia cho em. Đây là cách để anh em mình bật tắt theo chiều từng cổng thiết bị cực kỳ đơn giản dễ dàng, đến từ ETC S.12. Và đó là cái công dụng và chức năng đến từ quản lý nguồn, hỗ trợ việc chúng ta bật tắt các thiết bị điện đơn giản dễ dàng, rất là an toàn. Và ngoài ra thì khi chúng ta mua quản lý nguồn về thì đương nhiên công dụng chính của quản lý nguồn là gì ạ? Bảo vệ an toàn trước cái nguồn điện xấu, thì đây là cháy C63, áp cầu giao tổng. Khi mà có phát hiện ra lỗ cháy chập nổ và quá tải hoặc sét đánh và những cái vấn đề xấu liên quan đến nguồn điện thì ngay lập tức áp sẽ tự động ngắt cầu giao. Tất cả nguồn áp cất vào là ngưng ngay, không cho xả phá hoạt động nữa, không để nguồn áp xấu nó chạy sang bị khác làm cháy làm chậm, làm ảnh hưởng đến bộ giảm máy thiết bị của anh em. Vậy chúng ta sử dụng nó rất an toàn, cực kỳ bền bỉ, đến được dòng sản phẩm quản lý nguồn ETC S.12. Và ngày hôm nay với giá 1.100.000 thì để xem vào cái phần nội thất bên trong của em quản lý nguồn ETC S.12 như thế nào, mời các bác theo dõi nhé. Đây là toàn bộ thất bên trong đến từ dòng sản phẩm quản lý nguồn chính hãng của ETC. Nó sẽ có đầy đủ các linh phụ kiện luôn, và nhắc đến tên hãng ETC thì chắc chắn rồi, họ làm rất là chỉnh chu. Chúng ta sẽ có là nguồn biến áp, áp chịu cháy, tụ chip đầy đủ đây, các bác nhìn của em, đường điện đi rất đều đẹp, và có thêm nữa là lọc nguồn và cả dơ le nữa. Với những phiên bản có lọc nguồn dơ le như thế này thì nó sẽ hỗ trợ lọc tín hiệu nguồn điện sạch cực kỳ tốt, và nó mang lại cho anh em giảm thiểu cái độ sụp sôi cho bộ giàn máy. Nên khi anh em mình đi làm công việc chuyên môn, phòng trà, sự kiện sân khấu thì nó rất là chuyên nghiệp, và chơi gia đình thì rất là an toàn. Và ngày hôm nay thì chúng em mang đến cho anh em sản phẩm quản lý nguồn ETC S.12, một trong model sản phẩm quản lý nguồn cực kỳ chất lượng, và giá chúng em vẫn đang xả hàng 1.100.000 một con, mua về bảo vệ bộ giàn máy âm thanh gia đình, phòng bệnh, thường chữa bệnh. Các bác có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio theo số điện thoại bên dưới em đã ghi sẵn, để các anh em có ngay cho mình mức giá cực kỳ hấp dẫn và có ngay cho mình một thiết bị bảo vệ an toàn trong bộ giảm máy âm thanh. Video của em Tùng xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp các anh em ở những video tiếp theo của em Tùng Audio Hải Dương nhé. Xin chào các bác.